Chào mừng tất cả các em đã đến với môn tin học 6 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Ở bài học trước, các em đã biết cách gõ một văn bản đơn giản. Tuy nhiên, không phải lúc nào em cũng gõ theo ý muốn. Khi đó, em phải chỉnh sửa văn bản. Vậy có cách nào để chỉnh sửa văn bản? Cô cùng các em tìm hiểu bài học hôm nay. Bài 15: Chỉnh sửa văn bản. Nội dung chính của bài học 15 gồm có 4 nội dung: 1. Xóa và chèn thêm nội dung. 2. Chọn phần văn bản. 3. Sao chép và di chuyển nội dung văn bản. 4. Chỉnh sửa nhanh, tìm và thay thế. Một nhỏ: xóa và chèn thêm nội dung. Cô có đoạn văn bản nói về biển đẹp. Các em quan sát và tìm lỗi sai cho cô trong đoạn văn bản này. Các em thấy từ biển cô đã gõ sai, thừa ký tự Y. Từ đẹp cô đã gõ sai, thừa ký tự E. Vậy có cách nào để cô xóa ký tự Y, ký tự E? Khi đó cô sử dụng phím Delete. Phím này có tác dụng xóa ký tự ngay sau con trỏ soạn thảo. Hoặc cách thứ hai, cô sử dụng phím Backspace, xóa ký tự ngay trước con trỏ soạn thảo. Cách 1, dùng phím Delete. Các em quan sát cô thực hiện. Phím Delete xóa ký tự ngay sau con trỏ soạn thảo. Các em quan sát. Đây là phím Delete. Cách thứ hai, cô sử dụng phím Backspace. Phím Backspace xóa ký tự ngay trước con trỏ soạn thảo. Đây là phím Backspace. Như vậy là có hai cách để xóa. Một là các em dùng phím Delete, hai là các em dùng phím Backspace. Vậy muốn chèn thêm nội dung, các em làm như thế nào? Muốn chèn thêm nội dung vào một vị trí, em di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí đó và gõ tiếp. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ, trong bài thơ Trăng ơi, cô muốn gõ tiếp ở cuối đoạn thơ, cuối của bài thơ. Khi đó cô di chuyển con trỏ soạn thảo xuống cuối của bài thơ và cô gõ tiếp. Như vậy em muốn gõ thêm, chèn thêm nội dung vào một vị trí nào đó thì em chỉ cần di chuyển con trỏ soạn thảo đến vị trí đó và em gõ tiếp. Các em lại quan sát tiếp cho cô. Cô muốn xóa khổ thơ đầu tiên của bài Trăng ơi. Cô dùng phím để xóa. Thì các em thấy mỗi lần xóa chỉ xóa một ký tự. Vậy có cách nào để xóa được nhanh hơn không? Cô cùng các em tìm hiểu tiếp. Phần 2 nhỏ: cách chọn phần văn bản. Hai nhỏ: chọn phần văn bản. Vậy mục đích của chọn phần văn bản là gì? Là khi muốn thực hiện một thao tác tác động lên một phần văn bản hay đối tượng nào đó thì trước hết cần chọn phần văn bản hay đối tượng đó. Cô lấy ví dụ, cô muốn mục đích
có chữ in đậm. Thì bước đầu tiên là cô phải chọn cái phần văn bản đó, có nghĩa là cô phải chọn cái chữ mục đích này. Sau đó cô mới chọn vào kiểu chữ là in, in đậm. Vậy các bước thực hiện như thế nào? Bước 1, đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu. Bước 2, kéo thả chuột đến vị trí cuối. Cách thực hiện như sau. Ví dụ trong bài biển đẹp, cô muốn chọn phần văn bản là từ buổi sớm cho đến từ xanh. Bước 1, cô đưa con trỏ chuột đến vị trí bắt đầu. Bước 2, kéo thả chuột đến vị trí cuối. Và các em thấy cái phần văn bản mà các em vừa chọn nó sẽ có màu nền khác so với các màu nền của các đoạn văn bản khác. Hay người ta còn gọi là đánh dấu đoạn văn bản. Cách thứ hai là các em có thể sử dụng bàn phím. Các em đưa con trỏ soạn thảo đến vị trí bắt đầu. Nhấn phím Shift và phím mũi tên. Mũi tên ngang hoặc mũi tên lên hoặc mũi tên xuống. Đó là cách thứ hai để các em chọn phần văn bản. Và cô vừa đặt ra một câu hỏi là làm sao để chúng ta xóa được nhanh hơn. Thì khi đó chúng ta chỉ cần chọn phần văn bản và sử dụng các phím xóa. Ví dụ phím delete. Như vậy chúng ta thấy xóa, việc xóa sẽ trở lên rất nhanh, dễ dàng. Không phải xóa từng ký tự một. Em quan sát tiếp cho cô. Cô có một bài thơ Trăng ơi. Trăng ơi từ đâu đến? Hay từ cánh rừng xa, trăng hồng như quả chín lững lơ lên trước nhà. Vân vân. Thì trong các đoạn thơ này các em chú ý cho cô. Ở các dòng của khổ thơ, các em thấy đều có dòng Trăng ơi từ đâu đến. Vậy có cách nào mà cô chỉ cần gõ Trăng ơi từ đâu đến ở dòng của khổ đầu tiên, các dòng tiếp theo Trăng ơi từ đâu đến cô không gõ nữa mà vẫn có. Chúng ta cùng tìm hiểu tiếp phần 3 nhỏ, sao chép và di chuyển nội dung văn bản. A nhỏ, sao chép. Cô có một dòng mọi người cần hạn chế ra khỏi nhà. Cô muốn cái dòng này có ở giữa của văn bản và có ở cuối của văn bản. Và các dòng phải giống hệt như nhau. Khi đó cô sẽ dùng lệnh sao chép. Vậy sao chép là gì? Sao chép phần văn bản là giữ nguyên phần văn bản đó ở vị trí gốc, đồng thời sao nội dung đó vào vị trí khác. Vậy các bước thực hiện như thế nào? Bước 1, chọn phần văn bản muốn sao chép, chọn lệnh copy. Bước 2, đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép, chọn lệnh vây. Các em quan sát cô thực hiện. Cô ví dụ cô muốn sao chép Trăng ơi từ đâu đến xuống đầu của các đoạn thơ. Bước 1, chọn phần văn bản muốn sao chép, đó là dòng Trăng ơi từ đâu đến. Chọn lệnh copy. Và lệnh copy này có cách thứ hai là các em nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl C. Bước 2, đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí cần sao chép và chọn paste. Và lệnh paste cũng có cách thứ hai là nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl V.
Vâng. Như vậy là cô đã sao chép được dòng Trăng ơi từ đâu đến, đến đầu của các khổ thơ. Lệnh thứ hai là lệnh di chuyển. Cô có một văn bản ở bên tay phải của các em, có hai dòng họ và tên Nguyễn Văn Nam. Cô muốn chuyển họ và tên Nguyễn Văn Nam ở bên tay phải của các em sang bên tay trái của các em. Khi đó cô thực hiện như thế nào? Cô sẽ thực hiện di chuyển. Vậy di chuyển là gì? Di chuyển phần văn bản là sao chép nội dung đó vào vị trí khác, đồng thời xóa phần văn bản đó ở vị trí gốc. Các bước thực hiện như thế nào? Bước 1, chọn phần văn bản muốn di chuyển, chọn lệnh cắt. Bước 2, đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới và chọn lệnh Play. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô muốn di chuyển đoạn hạt gạo làng ta cho đến mẹ em xuống cấy xuống vị trí cuối của bài. Bước 1, chọn phần văn bản cần di chuyển, chọn lệnh cắt. Và lệnh cắt cũng có cách thứ hai là nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl X. Chúng ta thấy đã biến mất ở đầu. Bước 2, đưa con trỏ soạn thảo tới vị trí mới và chọn lệnh Play. Lệnh Play cũng có cách thứ hai là nhấn đồng thời tổ hợp phím Ctrl V. Như vậy là cô đã thực hiện được thao tác di chuyển. Nhưng có một số bạn lại không muốn di chuyển nữa, muốn đoạn này trở về vị trí cũ. Thì khi đó các em thực hiện cho cô bằng cách nhấn vào nút Undo có phím tắt là Ctrl Z. Phím này có tác dụng là quay lại thao tác trước đó các em đã làm. Đó. Như vậy là chúng ta đã quay lại cái thao tác đầu tiên, chúng ta không di chuyển nữa. Vậy các em lưu ý cho cô, khi thực hiện thao tác sai có thể nháy lệnh Undo để khôi phục trạng thái văn bản trước đó. Vậy bây giờ cô lại muốn cô thay thế tất cả những từ Nguyễn Văn Nam thành một cụm từ khác, hoặc cô muốn tìm tất cả những từ có tên là và. Khi đó cô thực hiện như thế nào? Các em tìm hiểu tiếp phần 4 nhỏ, chỉnh sửa nhanh, tìm và thay thế. Và muốn thực hiện được thao tác chỉnh sửa nhanh, các em vào cho cô giải lệnh Home, chọn lệnh Replay. Và khi đó hộp thoại sẽ xuất hiện. Trong hộp thoại này chú ý cho cô hai lệnh, lệnh File là tìm, lệnh Replay là thay thế. Chúng ta tìm hiểu lệnh thay thế, lệnh tìm trước đã. A nhỏ tìm. Trong hộp thoại chúng ta chọn vào lệnh File. Tại ô File What gõ từ cần tìm. Sau đó chúng ta nhấn File nha. Bước 1, gõ nội dung cần tìm ở ô File What. Bước 2, nháy nút File Next để tìm. Các em quan sát cô thực hiện. Ví dụ cô muốn tìm những từ có tên là gạo. Tìm từ có tên là gạo. Cô thực hiện như sau. Vào giải lệnh Home, chọn Replay. Và tại ô File What gõ từ gạo. Nhấn File Next.
Như vậy là những từ gạo chúng ta thấy sẽ được bôi đậm hơn các từ khác để cho chúng ta biết được vị trí mà có chứa từ gạo. Thì đó là thao tác tìm. Tiếp theo, thao tác thay thế. Thì trong hộp hội thoại các em chọn cho cô từ replay. Và có 4 bước để chúng ta thay thế. Bước 1, gõ nội dung cần thay thế vào ô file 1. Bước 2, gõ nội dung thay thế vào ô replay with. Bước 3, nháy nút file next để tìm. Và bước 4 là nháy replay. Cô ví dụ như cô muốn thay thế từ gạo bằng từ HG thì khi đó cô thực hiện như thế nào? Các em cùng quan sát. Được giải lệnh home, chọn replay. Tại replay gõ từ muốn thay thế gạo. Và từ thay thế từ gạo gõ ở replay with là từ HG. Là bước 2, bước 3 nháy file next để tìm. Ta thấy đó là gì, đã tìm đến từ gạo. Nháy replay để thay thế. Các em thấy thay thế từ gạo thành HG chưa? À rồi. Vậy muốn thay thế toàn bộ từ gạo bằng một từ HG thì chúng ta ấn replay on. Như vậy là còn 4 từ nữa mà thay thế. Ok. Như vậy là tất cả các từ gạo đã được thay thế bằng từ HG. Đó là thao tác thay thế. Vậy nội dung chính của bài học 10 năm các em cần chú ý cho cô các nội dung sau. Biết cách sử dụng phím để xóa, chèn thêm nội dung, hiểu và thực hiện được cách chọn phần văn bản hay có cách khác được gọi là đánh dấu, hiểu và thực hiện được các thao tác sao chép, di chuyển, biết và hiểu tìm hoặc thay thế một từ hoặc là một cụm từ. Phần hướng dẫn tự học ở nhà, các em hiểu được cho cô nội dung trong bài 10 năm, các em có thể kết hợp với sách giáo khoa. Ghi nội dung bài 10 năm vào vở môn tin học ở lớp và xem trước bài thực hành 6 trang 117 cho cô. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô thân mến chào các em, chúc các em học tốt.